Hello, chào mừng các bạn đã quay lại Crypto FX. Tiếp tục với công việc quen thuộc hàng ngày ha, chính là tham gia Europe. Kèo hôm nay thì hoàn toàn miễn phí. Giờ thị trường có down, có up gì thì Europe vẫn chạy các bạn ha. Mình cứ chiến thôi và chờ thành quả ha. Kèo Europe hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người thuộc thể loại và đi săn các bạn. Săn thì có thể có hoặc không nha. Nhưng mà riêng với cái dự án này thì mình thấy khả năng Europe là rất cao, vì trong lộ trình nó có nêu rõ và sẽ có phần thưởng Europe cho những người ủng hộ sớm các bạn nhé. Dự án muốn chia sẻ cho mọi người chính là Stadium. Thì bây giờ mình sẽ có vài thông tin lướt sơ về dự án trước khi đi bắt đầu như thế nào ha. Stadium này nó là một cái nền tảng, một cái blockchain phát triển tương thích với máy ảo ETH, EVN ha, máy chủ ảo của ETH. Thì nói tới đây thì các bạn sẽ hình dung được là gì? Thì ví sử dụng cho nó sẽ là ví có định dạng là 0x đầu, tương tự như thằng BSC hay là thằng Polygon chẳng hạn, đúng không? Thì thằng Stadium này nó cũng tương đương với mấy anh kia thôi. Vấn đề là nó đang trong quá trình khởi chạy, mấy anh kia thì đã ra mainnet rồi. Chính vì nó khởi chạy nó mới cần những người ủng hộ sớm, và những người đó sẽ khả năng nhận được Airdrop. Nó là vậy. Rồi, lướt một vài thông tin thêm. Đây là cái tokenomics của nó ha, phân bổ token nè. Mã thông báo là SHM, đây là đồng coin chủ của mạng Stadium, nó là đồng coin các bạn nha. Và tổng cung của nó là 508 triệu, phân bổ có 5% cho Europe, và mình cũng có đọc về cái phần phân bổ 5% Europe này rồi, thì nó nêu rất rõ ha, dành cho những người ủng hộ sớm. Nhưng mà ủng hộ sớm kiểu gì thì không nói nên mới gọi và đi săn. Nhưng mà ủng hộ sớm thì cũng có mấy kiểu thôi, ví dụ như những người tham gia testnet nè, rồi khi mà nó đi vào mainnet thì tham gia sớm thì sẽ nhận được Airdrop, đó là vậy. Về nhà phát triển, thì cũng khá là nổi tiếng các bạn. Những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ha, ví dụ như lộ trình này nọ nè. Nhà phát triển vàng Bitcoin của nó thì có đây, có cái ông này nè, là founder sáng lập của cái sàn Warrix ha. Sàn Warrix thì chắc là nhiều bạn biết rồi, rất là nổi, và sàn Warrix này nó cũng có liên kết với thằng Binance đấy, hàng chất lượng. Thêm một ông tóc xoăn này nữa là có 30 năm kinh nghiệm, thuộc NASA với lại thằng Yahoo các bạn ha. Và dự án Stadium này thuộc về của Ấn Độ, do Ấn Độ phát triển. Nhắc tới Ấn Độ thì khỏi bàn rồi ha, anh rất chi và vi diệu. Ông nào có coi phim Ấn Độ thường chắc biết ha, mọi cái định lý, định luật này kia mà nó phá bỏ hoàn toàn ha, không có theo cái gì hết. Với lại những cái dự án mình để ý trước giờ mà tham gia thì những dự án mà của Ấn Độ á, thường lúc mà viết sàn nó bay rất là ghê các bạn, rất là phô trương ha. Ok, bây giờ tiến hành tham gia testnet thôi, để chủ yếu hy vọng sau này sẽ có Airdrop. Và tham gia test và test cái gì bây giờ? Bản thân nó là cái blockchain đúng không, một cái nền tảng mà hiện tại đang ở mạng thử nghiệm. Thì nếu mà tham gia thì có chạy nút mạng thôi, nhưng mà cái bước đó mình bỏ qua các bạn nha. Tại trong cái tokenomics hồi nãy chia sẻ nè, cái phần chạy nút mạng thì nó có riêng cái phần thưởng rồi, còn cái phần Airdrop cho người ủng hộ sớm là 5%. Thì theo hướng dẫn của một số dự án như vậy trên Twitter của thằng Stadium này, thì nó hướng tới những cái dự án đang phát triển trên nó, ví dụ như sàn DEX phát triển ở trên Stadium, hoặc là những nền tảng NFT và game này nọ đang phát triển trên Stadium cũng ở mạng thử nghiệm. Thì mình sẽ tiến hành mình tham gia trải nghiệm những dự án đó. Thì đồng thời khi mà mình tham gia như vậy á, và các bạn đã thực hiện giao dịch đúng không, ví dụ như swap hay này nọ mà ký xác nhận ở trên mạng lưới rồi, thì cũng được gọi và tham gia testnet của Stadium. Đồng thời nó có một lợi thế như vậy các bạn, nếu mà Airdrop của sàn Stadium phát rồi á, và những cái dự án ví dụ như cái sàn DEX khác á, những cái sàn DEX mà mình tham gia nó phát hành token nữa, thì biết đâu nó có Airdrop cho mình nữa đúng không. Thì nói chung là cứ làm đi, tương lai thì không biết được đâu ha, có khi là thời tới đỡ không kịp, hàng loạt dự án nó đưa về. Và thì chính vì vậy mà video này, riêng cái kèo này mình sẽ chia thành hai video ha. Video ngày hôm nay sẽ là cái bước chuẩn bị ví nè, và đi vòi coin nè, vào cái đồng SHM ở mạng thử nghiệm nè, rồi nói chung những cái bước chuẩn bị để cho video sau mình sẽ làm hàng loạt những cái dự án mà đang phát triển ở trên thằng Stadium. Nói cho một cách dễ hiểu cho những bạn mới dễ hình dung nè, thì ví dụ như các bạn tham gia trên mạng BSC đúng không, và thằng BNB và đồng coin chủ, thì những cái sàn DEX ở trên đó, ví dụ như thằng Binance Swap chẳng hạn, vân vân đúng không, đó là những dự án phát triển trên thằng BSC. Thì Stadium này cũng tương tự, nó là blockchain, và mình sẽ đi test những cái dự án phát triển trên nó, đơn giản vậy thôi ha. Rồi, tiến hành. Ở đây thì công việc đầu tiên á, thì mình sẽ thêm mạng vào ví các bạn.
ví ở đây mình sử dụng ví Meta ha. À mà quên nữa, đầu tiên các bạn tham gia Discord giùm mình, Discord của thằng dự án Sarium này, để trong quá trình các bạn thao tác có vấn đề gì á, các bạn vô phản hồi thì khả năng mình nhận error sẽ cao hơn ha. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa thì các bạn có thể nhận được tin nhanh và nhận cái vai trò ở trong Discord luôn. Click vô đâu đây để xác minh đây. Vô một verify các bạn. Các bạn chọn Hoa Hướng Dương đi. Rồi gì nữa? Vô tích xanh. Cái bánh. À, sorry các bạn chọn ngay cái phần này nè ha, cái số cái ký tự thứ ba nè. Bấm vô đây để nó mở như một khác. Rồi vô chat chip gì đó là xong thôi. Nhận ru, nhận cái vai trò. Ông nào muốn nhận thì nhận, còn không thì bỏ vào phần quay vai trò cũng được các bạn. Ở đây có những vai trò nè, ví dụ như design, phát triển và content, phát triển nội dung, marketing này nọ. Thì ở đây mình sẽ chọn marketing đây ha. Đây, như vậy nhận xong cái vai trò. Vô phần GM đi chém gió với cộng đồng tí, general nè ha. Rich project. Ok, như vậy là xong cái phần Discord. Anh em tiến hành bây giờ chuẩn bị ví. Đường link mà mình chia sẻ trong video này đều có đặt sẵn và trình bày hệ thống để cho mọi người dễ tham dễ theo dõi và sử dụng ha. Việc thêm vào ví thì ví và ví Meta, giờ mở sẵn cái ví bên thôi, thêm thủ công các bạn. Thông số thì có đặt sẵn nè. Đây. Copy phần mạng đúng không? Bấm vô thêm mạng. URL. Anh em lưu ý ha, những cái khoảng trắng này nọ nhớ xóa hết. Chain ID. Ký tự đồng coi SHM. Trình khám phá và log tra cứu các bạn. Copy. Lưu. Rồi, như vậy mà đã thêm xong ha. Tương tự như vậy, đối với cái mạng ở trên layer 2 các bạn cũng có thông số. Ông nào muốn thêm thì thêm. Hiện tại mình thấy thêm layer 1 thôi cũng được ha. Khi nào cần thì thêm layer 2 sau. Rồi. Đã có ví rồi thì bây giờ mình sẽ cần cái đồng coin để tham gia thử nghiệm. Đồng coin này các bạn có thể đi vòi Faucet nè. Xin xỏ thôi. Tiến hành vòi. Nó có hai bên vòi các bạn. Đối với layer 1 mà mình vừa thêm á, thì sử dụng bên này ha. Còn ông nào mà thêm layer 2 thì sử dụng bên dưới để vòi. Bấm vào. Tôi sẽ trình bày riêng luôn, chứ tôi không để bên này cho mọi người đâu. Sẽ để cái bên nào vòi và vòi. Bên nào thêm ví và thêm ví để chi tiết hết. Rồi, theo nó hướng dẫn là thì cần một cái Twitter để vòi các bạn nha. Bấm vô tweet, nội dung nó sẽ hiện thị sẵn cho mọi người. Các bạn chỉ cần copy địa chỉ ví có định dạng mà không x đầu đúng không, quen thuộc nè, thay vào ở trên cái dòng Twitter mà nó soạn sẵn á, dán cái địa chỉ ví của mình vào, bấm tweet, sau đó copy cái đường link mà các bạn vừa tweet đưa vào cái trang vòi, dán vào, bấm request và các bạn sẽ nhận được cái đồng SHM ngay lập tức. Nhận chưa, kiểm tra coi. Mỗi 24 giờ các bạn chỉ vòi được một lần các bạn nha. Mà đối với kèo này thì khuyên anh em chịu khó vòi thiệt nhiều. Mỗi lần vòi như vậy các bạn sẽ được 100 đồng SHM thôi, không có nhiều đâu. Mà 100 đồng thì không có xài đủ. Đây, thành công các bạn nha. Đâu đó tầm cỡ 200 đồng mới xài được tất cả các dự án ở trên thằng Sarium này. Còn 100 thì xài đâu đó được 5-6 cái à. Là hết rồi. Sao chưa vô vậy? Đây, đã vào. Rồi, như vậy bà đã chuẩn bị xong mọi thứ ha. Giờ chờ video sau mình chia sẻ kèo và chiến thôi. Do bà làm chung một video thì nó hơi dài, mấy ông sẽ ngán. Với lại đặc biệt đối với những bạn mới á, khi mà vô xem cái video dài mà nó nhiều phần quá thì các bạn sẽ hơi bị rối ha. Nên mình quyết định là chia ra thành hai phần, nó là vậy. Ok, trong quá trình thao tác có vấn đề gì thì các bạn để lại comment, mình sẽ chia sẻ.
đừng quên tham gia kênh Telegram để nhận tin nhanh và có gì trao đổi với nhau nó sẽ tiện hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.